Chào quý vị và các bạn, tôi là bác sĩ Huy, hiện đang công tác tại nha khoa Thùy Anh Hà Nội. Hiện nay có rất nhiều bạn quan tâm đến điều trị cắt lợi, sửa tình trạng cười hở lợi. Và một trong những cái thắc mắc chúng tôi nhận được nhiều nhất đó là cắt lợi xong bao lâu thì lành hẳn, lợi trở lại như bình thường. Cắt lợi có phải nghỉ làm do sưng tấy hay là không? Trong chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Các bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để tìm hiểu thêm nhiều cái thông tin hữu ích chuyên sâu do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên soạn cũng như những cái chương trình khuyến mãi hiện hành. Trước tiên thì mời các bạn xem một số hình ảnh cắt lợi thực hiện tại nha khoa Thùy Anh ở các cái thời điểm khác nhau sau đây. Đây là hình ảnh trước khi mà phẫu thuật và hình dưới là hình chụp ngay sau khi mà phẫu thuật. Tiếp theo là hình ảnh tái khám sau 3 tháng, toàn bộ vùng lợi đã lành thương, khỏe mạnh và săn chắc hoàn toàn. Hình ảnh chụp sau phẫu thuật 2 tuần, mặc dù nhú lợi còn hơi nề nhưng mà mô lợi bên trên thì tương đối ổn định. Trường hợp này chúng tôi có cắt lợi kết hợp với tạo hình xương ổ răng. Và một trường hợp nữa cũng là hình ảnh chụp tại thời điểm 2 tuần, lợi lành hoàn toàn. Trường hợp này thì chỉ cắt lợi đơn thuần, không có tạo hình xương ổ răng. Trường hợp cuối cùng cũng là chụp tại thời điểm 2 tuần sau phẫu thuật. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy nhú lợi vẫn còn đỏ ửng, chưa lành và sưng nề nhẹ. Nguyên nhân của hiện tượng lành thương chậm một phần là do yếu tố cơ địa, cộng với bệnh nhân có nhô xương ổ răng nhiều, quá trình phẫu thuật phải tạo hình lâu, lấy đi nhiều xương thừa nên sự lành thương cũng sẽ chậm hơn. Mặc dù lợi còn hơi nề đỏ nhưng mà nụ cười đã thay đổi rất là ngoan mục. Đúc kết lại một chút từ các ví dụ ở trên thì bạn có thể thấy những cái trường hợp mà chỉ cắt lợi đơn thuần, thời gian lành thương sẽ nhanh, trường hợp mà có chỉ định can thiệp xương bên dưới thì lành thương sẽ chậm hơn. Tuy nhiên thì chỉ định can thiệp lại tùy thuộc vào tình trạng bạn gặp phải. Lựa chọn cắt lợi có hay không có mài xương ổ răng thì không dựa vào sở thích của bệnh nhân mà hoàn toàn thuần túy chuyên môn. Yếu tố cơ địa và biên độ hở lợi cần sửa cũng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến thời gian hồi phục. Dù với trường hợp nào thì về cơ bản sau 1 đến 2 tuần sẽ phải ổn định các cái chỉ số như là sưng, đau, chảy máu và khó chịu. Thứ nhất là thời gian lợi lành thương với trường hợp mà cắt lợi đơn thuần. Cắt lợi đơn thuần thì có thể khâu hoặc là không khâu. Khi mà không can thiệp vùng xương bên dưới thì thời gian lành sẽ khoảng 14 ngày. Tốc độ lành thương mô lợi trung bình là 1mm một ngày, ứng với tốc độ lành thương biểu mô. Tuy nhiên thì nếu mà cắt không đúng kỹ thuật, ví dụ như là cắt quá sâu xuống dưới, chạm vào xương ổ răng thì quá trình lợi mọc tái phát lại có thể diễn ra trong vòng 3 tháng. Khi đó thì lành thương không đúng như là tốc độ sinh lý bình thường nữa. Trường hợp mà cắt đúng kỹ thuật thì chỉ tầm 1 đến 2 tuần là bạn đã có một nụ cười hoàn toàn khỏe mạnh. Nói chung là cắt lợi đơn thuần cực kỳ là nhẹ nhàng, bạn gần như không phải trải qua sưng hay là chế độ giữ gìn đặc biệt nào cả. Nhiều bạn thì nghĩ rằng cắt lợi chắc chắn lợi sẽ mọc lại, tức là tái phát. Thực ra thì nhận định này không được đúng. Nếu mà thực hiện chuẩn kỹ thuật thì sau cắt lợi, lợi sẽ ổn định vĩnh viễn và đương nhiên là nó cũng có những cái chỉ định riêng. Thứ hai là thời gian lợi lành thương với trường hợp mà cắt lợi có can thiệp xương ổ răng. Trường hợp mà có tác động đến vùng xương bên dưới thì thời gian lành thương, tái cấu trúc sẽ diễn ra lâu hơn. Việc bóc vạt làm mất đi sự bám dính hiện tại, vì vậy mà cần có thời gian để mô liên kết, mô xương trưởng thành. Thông thường thì thời gian lành thương sẽ từ 3 tới 6 tháng. Nhiều trường hợp các bạn cắt lợi có tạo hình xương ổ răng nhưng mà sau 1 tháng đã làm răng sứ. 1 tháng là thời điểm mà chưa có sự trưởng thành của mô lợi quanh chân răng, thậm chí là túi lợi đo tại thời điểm này là 0mm. Khi đó thì làm răng sứ dễ bị viêm cũng như là không tiên lượng được chính xác được đường cười tương lai. Một số sự kiện và lưu ý quan trọng sau phẫu thuật cắt lợi có gọt xương bao gồm: ngay sau phẫu thuật thì nha sĩ sẽ khâu cố định lợi vào chân răng bằng các cái mối chỉ chắc chắn. Sự ổn định của chỉ khâu là rất quan trọng cho cầm máu cũng như là tính thẩm mỹ sau này. Bạn tuyệt đối không chải răng 3 ngày đầu tiên, chỉ nên súc miệng nhẹ vào ngày thứ 2 khi mà máu cầm hẳn. Nước súc miệng có thể sử dụng là chlorhexidine 0,12%. Nếu mà dùng nước muối thì phải pha rất là loãng, tuyệt đối là không dùng nước muối đặc vì ảnh hưởng đến sự lành thương cũng như là chảy máu. Ngày đầu tiên thì không cần súc miệng để tránh nguy cơ có thể làm bong cục máu đông, vì sự ổn định của các cái nút chỉ là rất quan trọng nên bạn tuyệt đối là không ăn đồ cứng, đồ dai hay là cái đồ sắc nhọn như là xương sườn, chân gà. Ngày đầu tiên và ngày thứ 2 có thể xuất hiện chảy máu. Bạn cần ép chặt miếng gạc vào vị trí máu rỉ và giữ yên từ 10 tới 20 phút tới khi máu ngừng chảy. Chú ý quan trọng là không cần thay gạc nhiều, vì bạn tưởng tượng máu muốn cầm thì phải đông tím lại. Mỗi một lần máu bắt đầu đông, bạn lại thay miếng gạc thì lực tác động sẽ làm bong cục máu đông và khiến chảy máu liên tục. Nhiều bạn phản ánh chảy máu sau phẫu, qua chúng tôi thăm khám thì phát hiện các bạn ấy dùng tăm để cạo đi cái lớp máu đông màu đen bám lên bề mặt răng vì nhìn thấy hơi sợ và lạ lạ. Điều này là không đúng. Bạn hãy nhớ rằng trong 3 ngày đầu tiên, càng ít đụng vào vết thương càng tốt.
nên giữ cho miếng gạc thật yên tĩnh, hạn chế tối đa khạc nhổ cũng như là thay gạc. Hiện tượng sưng sau phẫu thuật thì tùy vào cơ địa của từng người. Tuy nhiên vì vùng hàm trên máu nuôi dồi dào, việc phẫu thuật cũng can thiệp vào một vùng tương đối là nông nên ít khi mà sưng nề. Bạn hoàn toàn có thể đi làm bình thường mà không sợ mọi người phát hiện ra vừa trải qua cắt lợi. Nói chung là cắt lợi lành thương nhanh, an toàn nếu mà thực hiện đúng chỉ định, đúng kỹ thuật. Bạn sẽ có những cái khó chịu nhất định trong ngày đầu tiên như là đau, chảy máu, hơi nề nhẹ, sau đó sẽ giảm dần và gần như bình thường. Chỉ còn duy nhất vướng các cái mối chỉ khâu do nha sĩ khâu nhiều nút để cố định lợi được chắc chắn. Sau 2 tuần thì bạn sẽ quay trở lại phòng khám để cắt chỉ. Các hoạt động sẽ trở lại tương đối là bình thường sau khoảng ngày thứ 3 và sau 2 tuần thì bạn ăn được đồ cứng. Trên kênh YouTube của Nha Khoa Tuyên thì có video lời dặn sau phẫu thuật cười lợi, bạn có thể tìm hiểu thêm để có sự chuẩn bị tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hy vọng là bài nói chuyện hôm nay của chúng tôi đã cung cấp được cho các bạn những kiến thức hữu ích về sự lành thương cũng như là chăm sóc tốt sau phẫu thuật làm dài thân răng, sửa cười hở lợi. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các cái kiến thức hữu ích về cắt lợi tại website nhakhoatuyen.com. Sau cắt lợi thì bạn có thể nói chuyện bình thường, đi làm bình thường và ăn uống không quá là khó khăn. Phù nề sẽ là rất nhẹ, hoàn toàn là không đáng kể. Bạn chỉ phải kiêng cười lớn, kiêng ăn đồ dai cứng hay là tác động lực mạnh vào vùng phẫu thuật. Nói chung, phẫu thuật cắt lợi khá là an toàn, hiệu quả. Nếu mà bạn có vấn đề về thân răng ngắn gây cười hở lợi thì nên thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn lần sau. Tôi là bác sĩ Huy đến từ Nha Khoa Thúy Anh, Hà Nội.